目前的关于汪曾明啊等等的听点之后，你在中国客家北茶的潮州话，你看到我发的朋友把他们的名字点上了，到哪到哪都一样。对啊，这个名字嘛，你光我那边就有，都冒出去了，就是北唱潮州话的哦。nếu các bạn không đặt quyết tâm thì các bạn thất bại ngay từ đầu rồi.So the scholarship is a fantastic opportunity. To be a Prince Andrew scholar is to be one of the best, to be the top four in Vietnam. Somebody who Prince Andrew, the British government, BUV, feel can be an ambassador
not only for the university, but the relationship between Britain and Vietnam into the future. Chương trình của Đại học Staffordshire tại BUV miễn phí 100% của chương trình này. Và các bạn sẽ là những người đại sứ, thậm chí không phải chỉ của riêng mình trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mà còn là đại sứ của văn hóa Việt Nam cộng với văn hóa Anh Quốc, là một cái cầu nối giữa hai nền văn hóa, là một đại biểu trẻ của cái nền giáo dục Anh Quốc. And I've been lucky enough to have been involved in BUV since the beginning, nearly 8 years now. So I've participated in all the interview panels, and I've been lucky enough to teach and to be dean here when I've seen young women and young men come in, get the scholarship and take full advantage of it, and leave ready to take on the world, ready to achieve the goals that they set themselves, and ready to support the relationship between Britain and Vietnam, as well as obviously their own careers and their families. Bản thân tôi là một người bắt đầu làm việc tại Đại học Anh Quốc 8 năm về trước, và trải qua trong vòng 8 năm thì năm nào cũng vậy, tôi được ngồi trong cái hội đồng phỏng vấn các bạn sinh viên, là cũng là người xem rất là kỹ càng những hồ sơ của các bạn khi mà các bạn tham gia ứng cử vào chương trình học bổng quán quân, chương trình học bổng Hoàng tử Andrew. Và tôi thấy rằng có một sự thay đổi rất là lớn của các bạn học sinh Việt Nam khi mà các bạn trong vòng 8 năm đấy, thì khi mà các bạn bắt đầu nộp hồ sơ vào để xin nhận cái chương trình học bổng này, cho đến khi mà các bạn hoàn thành chương trình của chúng tôi, các bạn giành được những suất học bổng, các bạn hoàn thành chương trình học tập của chúng tôi và các bạn đi ra nước ngoài, hoặc là các bạn đi ra ngoài cuộc sống để các bạn làm việc, để các bạn cống hiến, và các bạn làm cầu nối giữa hai nền văn hóa, các bạn làm đại sứ cho các bạn sinh viên Việt Nam theo học chương trình đại học của Anh Quốc, thì tôi thấy rằng đó là một sự thay đổi rất là lớn, từ những cô bé, cậu bé đã trở thành những người đại sứ, những người thể hiện được rất là rõ cái sự thay đổi mà nền giáo dục Anh Quốc mang lại cho các bạn. And believe me, please, when I say this is a life-changing opportunity. This is something that will change your life, I guarantee it. Và tôi hoàn toàn có thể khẳng định và hoàn toàn có thể khẳng định rõ ràng với các bạn rằng đây là một cái cơ hội mà có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời các bạn. Nó là một cái quyết định cũng như là một cái cơ hội mà giúp cho bạn cuộc đời bạn có thể mở ra những trang thực sự là rất khác biệt. And I have a picture in my office of one of our first students who got the Duke of York scholarship. And at graduation, he was there with the principal from his school. And to see him, his family, and the pride and joy remains with me today. Vâng, và tại trong văn phòng của tôi hiện tại thì tôi vẫn đang giữ hình ảnh của một bạn sinh viên mà nằm trong số những bạn sinh viên đầu tiên nhận cái giải thưởng học bổng quán quân học bổng Hoàng tử Andrew này. Khi mà bạn ý đến dự lễ tốt nghiệp, bạn có mang theo cả thầy hiệu trưởng trường cấp 3 cũ cùng với bố mẹ và bạn bè và gia đình mình đến để chia vui cùng một cái giây phút mà rất là đáng xúc động đó. Mọi người đã chứng kiến được cái sự thành công, sự trưởng thành của bạn từ một bạn học sinh cấp 3 đến một bạn sinh viên đại học và sau khi ra trường. Hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy cái tấm ảnh đấy của bạn sinh viên đó và tôi cảm thấy niềm vui vẫn cứ lan tỏa từng ngày. I was a lot fatter. The picture proves I was very fat at that stage in my life. Và mỗi lần nhìn tấm ảnh thì tôi cũng biết rằng là tôi béo lên hàng ngày. I'm fat now, but not quite fat. So, without further ado, really, I'll be speaking some more a bit later, but I'd like you to take advantage today of the information you're going to be given, but also the opportunity to speak to the staff, the faculty, as well as
students who have achieved the Duke of York Scholarship, and they'll give you their experience and their reality of coming to sit in front of the panel and making sure your application is super duper. Tôi sẽ chia sẻ sâu hơn, nhiều hơn với các bạn trong những phần sau của buổi tọa đàm này. Và bây giờ tôi rất là mong là các bạn trong cái buổi ngày hôm nay các bạn sẽ có được nhiều nhất thông tin có thể và có được thông tin nhiều nhất những cái lợi ích, cái ưu thế có thể mình có thể có được từ cái buổi chia sẻ tọa đàm này. Sau khi nghe sự chia sẻ của các đồng nghiệp của tôi, của những người trong thành viên của hội đồng phỏng vấn cũng như hội đồng xét duyệt, những anh chị tư vấn viên tuyển sinh hay là các bạn sinh viên, những người mà đã trực tiếp giành được cái suất học bổng này, thì hy vọng rằng các bạn sẽ có nhiều nhất thông tin có thể để các bạn thành công. And I'm quite finished. Wait for it. Some more words of wisdom coming. I forgot what I was going to say. Just good luck, everyone. You've reached this stage, which is fantastic. But I hope to be seeing today the faces of four people who will be winning the scholarship this year. And I would encourage you to put a lot of time and effort into it. It's a very valuable scholarship, and it's worthwhile not only just financially, but also in terms of your career and your future. So on behalf of myself and BUV, I wish you good luck with your scholarship application, and also good luck in your future. And whether you're a scholarship winner or not, I hope you come to BUV, and we welcome everyone, and it's a great opportunity, especially with moving to the new campus in 2018. Eco Park is going to be a brilliant new home, and I can't wait to welcome the scholar there this year. And that was a long sentence at the end. Để đi được đến cái bước ngày hôm nay, để các bạn có mặt ở trong cái hội trường ngày hôm nay, lắng nghe những cái chia sẻ của tọa đàm này, các bạn đã bỏ ra rất là nhiều công sức, và chúng tôi hoàn toàn ghi nhận cái sự cố gắng, cái nỗ lực đó của tất cả các bạn học sinh ngày hôm nay. Và chúng tôi rất là mong chúng tôi sẽ được tìm thấy bốn gương mặt tiêu biểu cho bốn suất học bổng của quán quân Hoàng tử Andrew năm nay, là những người ngồi trong khán phòng này ngày hôm nay. Rất là hy vọng rằng các bạn sẽ có cơ hội để học tập, và đây là cái cơ hội mà rất là lớn lao, một cái cơ hội rất là vinh dự dành cho tất cả các bạn sinh viên có mặt, các bạn học sinh có mặt trong trường ngày hôm nay. Và thay mặt trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, thay mặt cá nhân tôi là giám đốc học vụ của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chúc may mắn nhiều nhất có thể để các bạn, và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng tiếp theo. Và đương nhiên là trong 10 ngày này thì mình nghĩ là các bạn
bạn không còn nhiều thời gian để viết lại toàn bộ bài luận hay là nghĩ thêm cái idea gì mới nữa, mà quan trọng nhất là chúng ta đã tập trung vào cái mảng review lại, xem xét lại cái hồ sơ của mình như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hai phần. Phần thứ nhất đó là cái quá trình cũng như là những cái kinh nghiệm chúng ta review lại cái bộ hồ sơ của chúng ta từ đầu đến cuối. Và thứ hai là bởi vì cũng chỉ có một buổi chia sẻ này thôi thì mình sẽ tiện chia sẻ luôn về những kinh nghiệm của phỏng vấn. Thì ở trong cái quá trình review lại bộ hồ sơ của chúng ta thì vấn đề đầu tiên cũng là quan trọng nhất đó là cái the application form. Các bạn, chúng ta đừng bao giờ coi thường những cái thông tin nhỏ nhất, ví dụ như là full name hay thậm chí là email hoặc là phone number. Những cái vấn đề này các bạn có thể nghĩ là kiểu không quá là chú trọng để cập đến nó, nhưng mà tuy nhiên giả sử nếu các bạn viết sai email của mình chẳng hạn, viết sai số điện thoại của mình chẳng hạn, 0166 hay 0163 chẳng hạn, thì khi mà các bạn được học bổng thì cái thông tin học bổng nhà trường sẽ inform qua email và điện thoại. Thì trong trường hợp mà các bạn viết nhầm số điện thoại, nhầm số email thì đương nhiên là bạn sẽ không nhận được cái thông tin của mình, đúng không ạ? Thì đó là cái mà rất là làm cái sự thiếu sót, nghĩ là cái khả năng cái mất học bổng của chúng ta rất là cao. Cho nên là ở đây mình mới nói là chúng ta cần phải tập trung vào những cái vấn đề kể cả nhỏ nhất như thế. Vấn đề thứ hai là personal statement và reference letter. Thì ở đây các bạn, trước khi chúng ta submit cái bộ hồ sơ của mình thì chúng ta review lại xem như là chúng ta có mắc lỗi chính tả, lỗi grammar, lỗi dùng từ gì hay không. Bởi vì khi mà một bài luận của chúng ta lỗi lủng củng chính tả, dùng ngữ pháp sai, thì cái bài luận đó sẽ thể hiện các bạn là những người cái bài luận các bạn sẽ hơi lủng củng và thể hiện con người các bạn là một người không hơi lâu thôi và không có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng. Thì đấy là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ, bởi vì mình đã từng giúp rất là nhiều bạn sinh viên đọc lại bài luận, các bạn học sinh ta đọc lại cái bài luận các bạn ý năm ngoài, và thực sự là có rất là nhiều cái bài luận mà khi mà cách sai chính tả, sai những cái lỗi rất là cơ bản thôi, chúng ta các bạn không cố tình nhưng mà chúng ta không để ý, thì những cái đấy rất dễ để xảy ra. Tiếp theo đó là những vấn đề về những loại giấy tờ cần phải đi công chứng, thì chúng ta cần phải thực sự chú trọng và sự quan tâm vào những cái loại giấy tờ nào cần được công chứng. Bởi vì khi mà những loại giấy tờ mà phải yêu cầu công chứng mà chúng ta nộp không có công chứng thì những cái giấy tờ đó sẽ không có giá trị và các bạn sẽ mất nhiều trong hồ sơ. Và đây là một cái cuộc tuyển chọn rất là khắt khe, nhà trường sẽ không có thời gian để báo lại các bạn là bạn đang thiếu giấy tờ này, cần đi công chứng lại. Đấy là vấn đề khá là lớn. Vấn đề thứ ba đó là về các CERTI tiếng Anh như là IELTS hay TOEFL. Thì cái này trong cái thông tin về học bổng bằng tiếng Anh đã nói rất là rõ, đó là chúng ta không, những bạn nào mà không có CERTI thì không vấn đề gì, chúng ta sẽ bước vào bằng thi tiếng Anh. Tuy nhiên thì nếu các bạn đã có CERTI tiếng Anh thì chúng ta luôn phải nhớ rõ đó là cái điểm tiếng Anh của chúng ta đạt được cái yêu cầu tối thiểu của học bổng Andrew thì cái yêu cầu, thì cái CERTI của các bạn mới có giá trị. Và hơn nữa đó là cái CERTI đó phải có hiệu lực. Thì ở đây có hiệu lực thì mình, ý của mình ở đây là nó phải là cái CERTI thật, không phải là giả mạo. Cái này mình cũng nghĩ là không ai ở trong này gặp phải trường hợp đấy. Thì tuy nhiên mọi người nên nhớ đó là cái CERTI đó cần phải có hiệu lực, bởi vì mình biết là có rất là nhiều bạn sinh viên, bạn học sinh cấp 3 rất là giỏi thi IELTS từ lớp 7, lớp 8, lớp 9. Tuy nhiên nhỡ đâu đến thời điểm apply học bổng cái CERTI đó các bạn đã hết hạn mất rồi, ví dụ IELTS chỉ 2 năm thôi. Thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Có một cái mình muốn nhấn mạnh các bạn đó là những cái loại certificate khác, ví dụ như là CERTI chứng minh các bạn tham gia hoạt động ngoại khóa, CERTI về khả năng lãnh đạo hay là những cái CERTI về kỹ năng làm việc như thế nào đó. Thì ở cái phần này mình nhấn mạnh đó là có rất là nhiều bạn sinh viên đây, mình nói là be selective, tức là chúng ta cần phải thực sự tuyển chọn ra những cái loại CERTI nào đấy nó xuất sắc nhất. Và theo lời khuyên của bản thân cũng như kinh nghiệm của mình, chúng ta không nên nộp trên 5 CERTI. Có rất là nhiều bạn sinh viên nộp 10, 12 CERTI và cái việc đó không, thực sự là nó không nói lên được quá nhiều, và thậm chí là nó còn khiến cho hội đồng tuyển sinh cảm thấy rất là confused về cái hồ sơ này, và nó có chút gì đó nó hơi dài dòng, hơi lủng củng. Thì tuy nhiên ý ở đây là mình nói là các bạn hãy tuyển chọn những cái, hãy chọn những cái loại CERTI nào mà xuất sắc nhất và thể hiện được đúng nhất cái năng lực cũng như là cái con người các bạn, thì chúng ta sẽ cho nó vào cái bộ hồ sơ để chúng ta submit. Và cuối cùng đó là chúng ta cần phải có một cái checklist cuối cùng để chắc chắn là trong cái bộ hồ sơ của chúng ta không còn thiếu một cái gì cả.
từ application form, từ bài luận, từ thư giới thiệu đến cái việc công chứng chứng minh thư nhân dân hay là bảng điểm cấp 3 hay là bằng tốt nghiệp tạm thời, tất cả những thứ đó không được phép quên một cái nào cả. Hoặc là thậm chí những bạn nào mà có giấy chứng nhận về disability hoặc là chứng nhận về gia đình hộ nghèo thì đấy cũng là một cái loại giấy tờ mà chúng ta nên cho cái hồ sơ của chúng ta. Thì đây chính là cái chia sẻ của Linh về cái việc chúng ta cần review cái bộ hồ sơ của chúng ta như thế nào trước thềm chúng ta up lại học bổng, để sao cho cái bộ hồ sơ đó chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất và chứng minh bạn là một người có đầu tư vào bộ hồ sơ và bạn là một người thực sự chuyên nghiệp. Thì đây là cái chia sẻ của Linh về việc review lại hồ sơ. Còn tiếp theo thì Linh xin chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm để bước vào vòng phỏng vấn của học bổng hoàn thuế Andrew. Ở đây chắc chắn là Linh sẽ gặp lại rất là nhiều gương mặt các bạn từ bước vào vòng trong. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có một buổi chia sẻ ngày hôm nay thôi nên là Linh muốn tiện và nói luôn. Thì cái kinh nghiệm của Linh trong bước vào vòng phỏng vấn đó là Linh có một cái rule riêng của bản thân mình, đó là PAC rule của bản thân mình. Thì PAC là tượng trưng cho ba từ mà Linh luôn luôn rất là tâm đắc và ghi nhớ trong suốt tất cả, không chỉ cái cuộc phỏng vấn Andrew mà trong cả những cái cuộc phỏng vấn sau này khi mà Linh đi xin việc và thực tập các tổ chức. Thứ nhất đó là be prepared. Thì không có một buổi phỏng vấn nào diễn ra suôn sẻ và thành công khi các bạn cứ thế và đến phỏng vấn. Hoặc chúng ta có cái suy nghĩ là thôi được shortlist đến đây rồi là chúng ta đã nỗ lực lắm rồi, thì đi phỏng vấn được thì được, không được thì thôi. Mình cá nhân Linh rất là không ưa cái suy nghĩ đấy và mình đã cố là phải cố gắng đến cùng. Thì ở đây mình nói prepare cho cái cuộc phỏng vấn học bổng này là bao gồm những cái gì. Đầu tiên chúng ta phải review lại những thông tin chúng ta đã biết trong bộ hồ sơ, bởi vì các bạn biết rõ là trong cái buổi phỏng vấn những cái điều đầu tiên mà thầy cô hỏi lại chính là những thông tin các bạn đã biết ở trong hồ sơ để chứng minh là những thông tin đấy các bạn có viết thật hay không, hay là các bạn nhờ người khác viết. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng chúng ta cần phải review lại để nhớ lại là mình đã biết gì trong hồ sơ này, bởi vì chắc chắn là các thầy cô sẽ hỏi lại những thông tin trong đó đầu tiên. Tiếp theo, Pew Research ở đây là mình muốn nói về việc các bạn nghiên cứu trước về những thông tin liên quan đến ngành nghề, ngành học mà các bạn chọn. Bởi vì chắc chắn là trong buổi phỏng vấn các thầy cô sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến ngành nghề mình chọn. Chương trình học bổng Andrew là tuyển chọn ra những nhà lãnh đạo tương lai, những người có những cái plan rất là cụ thể về tương lai của mình, như là biết điểm mạnh cũng như là cơ hội nghề nghiệp của mình như thế nào. Linh có một ví dụ là trong cái buổi phỏng vấn của Linh cách đây 2 năm thì Linh apply vào ngành quản trị du lịch. Thì cũng giống như những ngành khác, mình sẽ có một câu, các thầy cô sẽ có một câu hỏi đặc thù dành riêng cho ngành đó. Thì có một thầy hỏi Linh là nếu như bây giờ ta đang phân vân đi du lịch 3 nước Đông Nam Á, đó là Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, thì em phải làm thế nào để thuyết phục tôi đến du lịch Việt Nam? Thì đấy cũng là, thì ở đây ý của Linh muốn nói là nếu như Linh không tìm hiểu trước về du lịch Việt Nam, tìm hiểu trước về tiềm năng, khó khăn, thách thức của du lịch Việt Nam, thì chắc chắn là Linh sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi này, và chắc chắn là sẽ không bao giờ đứng ngày hôm nay đứng đây để chia sẻ cho các bạn. Thì ở đây không chỉ du lịch mà những ngành khác cũng vậy, tài chính, kinh tế, ngành nào cũng vậy, các bạn cần phải có một cái sự nghiên cứu trước, tìm hiểu trước thông tin, những thông tin cơ bản nhất về ngành nghề này. Tiếp theo đó là chúng ta nên tập những cái câu hỏi mà có khả năng các thầy cô sẽ hỏi. Cái này các bạn có thể Google search hoặc là hỏi kinh nghiệm các anh chị đi trước. Ví dụ như ở trên mạng có rất là nhiều những cái loại câu hỏi rất là phổ biến mà chắc chắn là một phỏng vấn nào cũng hỏi. Ví dụ như là tell me something more about yourself, ví dụ như vậy đúng không ạ? Thì đó là những câu hỏi mà chúng ta nghe có vẻ rất đơn giản nhưng mà thực sự chúng ta cần phải luyện tập và cần phải nốt lại. Thì ở đây ý của Linh là chúng ta cần phải nghĩ ra, những kinh nghiệm của Linh ấy, là trước khi đi phỏng vấn 1-2 tuần, Linh list ra hết tất cả những cái câu hỏi nào mà Linh nghĩ là các thầy cô có thể hỏi. Và Linh từ đó dần dần trong 2 tuần đấy, Linh cứ luyện tập từng chút một. Và đến buổi phỏng vấn Linh rất là tự tin. Tiếp theo ở đây, những thầy ý của Linh, cái psychology của comfort ý của Linh là chúng ta cần phải tự tin, thoải mái, relax bản thân mình trước vài ba ngày đi phỏng vấn. Và tuy nhiên để có thể relax được như thế thì chúng ta cần có một sự chuẩn bị rõ ràng đúng không ạ? Đấy là cái logic mà Linh nghĩ nó rất là đúng. Và cuối cùng một cái điều rất là quan trọng nhưng không kém ở cuối phần cuối cùng nhưng không kém quan trọng, đó là cách chúng ta ăn mặc chuẩn bị như thế nào để đi phỏng vấn. Đây là một cuộc tuyển chọn rất là khắt khe, rất là gay gắt và mang tính chuyên nghiệp cao, cho nên là chắc chắn các bạn không thể
jeans hay t-shirt gì của mình đúng không ạ? Thì đây là về chữ P là be prepared nhá. Tiếp theo đó là cái nữa đó là be authentic và be yourself. Chúng ta không nên quá là nói dối hay là nâng cấp cái mọi thứ của mình lên. Ví dụ như là chúng ta chỉ là lớp trưởng thôi thì đừng nói là chúng ta là những đoàn trưởng như thế. Tuy nhiên thay vào đó chúng ta sẽ tìm thay vào chúng ta sẽ biết được điểm mạnh của mình là kể cả chúng ta không làm những đoàn trưởng nhưng chúng ta làm lớp trưởng chúng ta có những cái điểm mạnh gì mà chúng ta đã phát minh nó như thế nào thì các thầy cô hoàn toàn appreciate những điều đó. Ở đây thì có nên là quá là make up mặc lên bởi vì các thầy cô rất là có kinh nghiệm và khi mà các bạn nói dối các thầy cô chắc chắn sẽ biết ngay dựa vào cái ánh mắt dựa vào cái body language của các bạn. Tiếp theo là câu này thì mang tính encourage các bạn thôi. You are special in your own way thì Linh nghĩ là mỗi một bạn ở đây chúng ta đều có một điểm mạnh riêng cho nên kinh nghiệm của Linh, Linh không bao giờ chứng minh là mình xuất sắc hơn người khác mà Linh chỉ chứng minh là mình khác người khác thôi. Bởi vì các bạn luôn nhớ một điều rằng người xuất sắc nhất luôn luôn có người xuất sắc hơn. Cho nên là cái việc mà chúng ta chứng minh là chúng ta khác biệt và chúng ta phù hợp với học bổng này thì đó là một điều rất là quan trọng và các thầy cô rất là trân trọng những người như vậy. Thì đây là be authentic và cuối cùng rất là đơn giản là be confident là chúng ta tự tin vào bản thân mình. Chúng ta đã nỗ lực rất là lâu rồi, chúng ta nỗ lực trong vòng 1 năm vài tháng để làm cái hồ sơ này rồi. Chúng ta phải thực sự tin vào bản thân mình và thực sự tin là những cái gì mình đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Và cuối cùng là chúng ta hãy thả lỏng bản thân vài ngày trước khi phỏng vấn và hãy luôn luôn mỉm cười và tươi cười cho buổi phỏng vấn bởi vì trong cái buổi phỏng vấn đó thì Linh đã trải qua, Linh biết các thầy cô ví dụ như là Dean, các thầy rất là friendly, các thầy rất là supportive và các thầy không hề tạo cho sinh viên cái cảm giác căng thẳng trước cái buổi phỏng vấn. Thì cho nên là chúng ta cứ thoải mái tự tin với bản thân để chúng ta chứng minh cho thầy cô là chúng ta đã ready bất cứ lúc nào. I'm not that friendly. Yeah, I'm not that friendly. I may smile, but I'm not that friendly. Okay, và cái experience cuối cùng của Linh là chúng ta hãy open ra và chúng ta ask for help của tất cả mọi người. Các bạn có thể kể cả 24/7 các bạn có thể nhấc máy lên hoặc là email gọi điện ngay cho các anh chị, email cho các anh chị phòng tuyển sinh BUV hoặc là các bạn có thể Facebook email Linh, đây là địa chỉ của Linh. Cũng như là mình nghĩ là ngoài Linh ra thì các bạn có rất là nhiều hợp tác của các bạn ngoài quân học bổng khác thì chúng ta cứ thoải mái hỏi hỏi han kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Linh nghĩ cái này rất là quan trọng và trước đấy Linh cũng như vậy bởi vì ngoài cái việc chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta còn tạo được networking nữa để sau này cho dù chúng ta không học ở BUV nhưng chúng ta có được những người bạn, được những người anh chị rất là xuất sắc. Thì Linh nghĩ đây là một cơ hội chúng ta không nên bỏ qua. Thì Linh rất là happy và rất là ready để giúp đỡ mọi người bất kỳ lúc nào. Và đây là quan tác của Linh, đây là Facebook, đây là email. Thì mọi người có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể hỏi Linh hoặc là hỏi anh quản quân học một trước. Linh cũng rất là sẵn sàng giúp đỡ. So, cảm ơn các bạn đã. Tinh nguyên hay là chị muốn mang tất cả những cái năng lượng, tất cả những cái nhiệt huyết mang lên và chia sẻ cho các em cái gì mà
lực để có một tương lai tốt đẹp hơn tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. Và trước tiên thì chị muốn giới thiệu một số điều về bản thân chị. Thì chị tên là Duyên Ngân. Và chắc chắn là trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì sẽ có một vài thông tin mà các em chưa hiểu, một số câu hỏi mà có thể là một số bạn sẽ cảm thấy là có một chút gì đấy ngại ngùng mà chưa thể hỏi hết được trong buổi hôm nay. Thì là chị có provide một số, cung cấp một số cái thông tin cá nhân của chị ở đây, số điện thoại, Facebook và email của chị, để nếu mà trong trường hợp các em có bất kỳ một câu hỏi nào thì chị sẵn sàng trả lời. Và chị có thể đảm bảo là chắc là chị sẽ là người mà tiếp xúc với rất là nhiều các bạn học sinh ở đây rồi, bởi vì chị chắc là quán con học bởi mà đi nhiều school tour, nhiều school visit nhất trong trường VUV luôn. Chị đã đến vô cùng nhiều trường cấp 3 và chị đã có rất nhiều cuộc trò chuyện tuyệt vời với các em. Ok, thì các em có thể nốt lại một số thông tin quan trọng. Và trước khi mà để nói về cái quá trình làm thế nào để trở thành một quán con học bổng, những cái kinh nghiệm hay những điều các em cần làm, thì chị muốn giới thiệu qua về bản thân chị là như thế nào, bản thân chị là ai, chị là ai. Ok, thì có 3 điều mà chị muốn gọi là highlight ở đây. Thì về năm cấp 3 của chị thì chị học chương trình A-Level. Chương trình A-Level là tương đương với chương trình dự bị đại học của Anh Quốc. Thế nên là cũng như là chị Phương đã nói là chị đã được rất sớm tiếp cận với nền giáo dục Anh Quốc. Chị hiểu rõ cái điểm mạnh của nó, cái mà nó có thể mang lại và những nền giáo dục không thể mang lại, và cái sự phù hợp của nền giáo dục Anh Quốc đối với học sinh Việt Nam như thế nào. Và chị cảm thấy là chị thấu hiểu cái điều đấy, và đấy là lý do tại sao mà chị chọn Đại học Anh Quốc Việt Nam là kiểu first goal của chị luôn, kiểu là cái mục tiêu đầu tiên, đó là mục tiêu duy nhất của chị, và chị đã chọn học Đại học Anh Quốc Việt Nam. Thì tại chương trình A-Level thì học chương trình A-Level sẽ giúp chị có thể bỏ qua được chương trình foundation tại Đại học Anh Quốc Việt Nam. Nó là một cái sự gọi là sự cắt giảm một cái lợi thế thôi cho những người đã học ở cái hệ giáo dục này. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà chị đã nhận được ở cái chương trình học A-Level, nó là một cái trải nghiệm, một cái tình yêu mà chị đã xây lắp được với cái nền giáo dục Anh Quốc. Và chị cảm thấy một cái giá trị mà nền giáo dục Anh Quốc mang lại ấy, nó là một cái giá trị mà chị có thể gọi tiếng Anh nó là một cái holding hand approach. Nghĩa là thế này này, cái sự khác biệt giữa nền giáo dục Mỹ và nền giáo dục Anh Quốc mà chị cảm, bản thân chị cảm thấy nhá, là nền giáo dục Mỹ là nó sẽ thả lỏng, nó không phải thả lỏng nhưng mà nó sẽ kiểu như là em đến lớp và thầy cô sẽ hướng dẫn như này em, và rồi em sẽ về em tự tìm hiểu và em tự phát triển, đúng không? Nghĩa là em có cái khoảng không gian riêng cho mình. Nhưng mà với nền giáo dục Anh Quốc, nó thấu hiểu được một chút gì đấy cái tư duy, cái nền văn hóa của châu Á, là cái nền văn hóa luôn luôn cầu mong sự, không phải cầu mong mà là gọi là rất là mong muốn cái sự giúp đỡ, mong muốn sự giúp đỡ từ thầy cô, gọi là học kiểu học từ thầy cô, học từ bạn bè. Và cái nền giáo dục Anh Quốc nó là một cái môi trường rất là tuyệt vời và hoàn hảo, các em có thể có được một cái người mà giúp đỡ các em, vẫn giúp đỡ các em, bởi vì trường mình có tutor, có program leader, là những người sẽ theo sát em về trong quá trình học của em như thế nào và giúp đỡ em từng ly từng tí một để em có thể sớm hòa nhập vào cái môi trường mới. Và học tại trường quốc tế Singapore, sau khi tốt nghiệp trường A-Level thì tốt nghiệp chương trình A-Level thì chắc là chị có một điều mà chị cảm thấy tự hào nhất trong cả quá trình năm cấp ba của chị, một cái mà gia đình, bạn bè và thầy cô luôn luôn kiểu nhắc đến Duyên Ngân và cảm thấy rất là tự hào, đó chính là chị đã đạt được giải là quán quân toán học của hệ Cambridge. Thì hệ Cambridge là trường đại học Cambridge là một trường đại học vô cùng nổi tiếng, ai cũng biết rồi, và chị là rất là gọi là may mắn đi, một sự cố gắng, một sự nỗ lực đã được đền đáp bởi một giải thưởng mà đến thời điểm hiện nay mà chị vẫn cảm thấy tự hào, đó là quán quân của môn toán của trường của đại học Cambridge. Thì đồng hành với giải thưởng đấy, mọi người nghĩ rằng chắc là chị được giải thưởng thì đã chắc chị đã học kinh khủng, đúng, chị có học, nhưng mà chị không phải là một người mà kiểu đâm đầu học, chị không phải là nerdy, mà chị là một người biết cân bằng giữa cuộc sống. Chị là một người hiểu được cái sự balance giữa việc học hành và cái việc cuộc sống ở bên ngoài đang như thế nào. Tại vì chị không muốn là một người có thể là mình chỉ giỏi cái lý thuyết thôi mà cái cuộc sống bên ngoài mình không tận hưởng. Tại sao? Tại vì mình còn trẻ mà, đúng không? Mình còn trẻ và mình phải tận hưởng, mình phải có một cuộc sống. Và cái cách chị thể hiện cái sự gọi là yêu thích cuộc sống hoặc cái cuộc sống bên ngoài của chị, đó là chị tham gia những hoạt động. Ví dụ như là nhảy. Chị yêu thích nhảy với chị, nó là một cách thể hiện được bản thân, thể hiện được tính cách, thể hiện được những cái gì mà qua cái việc học ở trên lớp, những cái mặt mà những mọi người không thể nhìn thấy được. Chị cảm thấy là nhảy là một cái phương thức của chị để chị có thể hiện được những cái đấy. Và bên cạnh đó chị cũng tham gia những cái hoạt động hoạt động xã hội liên quan đến việc từ thiện, việc tặng đến một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác, bởi vì chị hiểu là mình có cuộc sống may mắn ngày hôm nay là mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Và nếu mà mình có cơ hội, mình có đủ tài chính, mình có đủ mọi điều kiện để mình có thể đóng góp được thì tại sao mình không đóng góp? Và đấy là lý do tại sao chị đã trở thành một trong những cộng tác viên của Volunteer for Education, là một tổ chức tình nguyện về giáo dục.
tổ chức này là mang đến cái giáo dục cho rất nhiều cái trẻ em có trong cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Chị cảm thấy là giáo dục chính là cái họ cho họ, mình cho họ cần câu để họ tự kiếm công câu cá, chứ mình không cho họ cá để ăn hàng ngày, bởi vì cá ăn một ngày sẽ hết đúng không, nhưng mình cho họ cái cần câu là sẽ cho họ một cách để họ có thể có một cuộc sống lâu dài ổn định. Ok, và cuối cùng chị cũng tham gia vào rất là nhiều events, chị là event organizer của rất nhiều các prom trong Hà Nội. Chị cũng thăm thú vị trong trường là trường Nguyễn Bình Khiêm này, hay là trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, chị cũng đã từng tham gia một vài trường, hay là cái trường chính trị, cái trường chị đang học cũng vậy. Và đó là những cái niềm đam mê yêu thích, và đó là toàn cả câu chuyện năm cơ bản chị Ngân. Yeah. Ok, và hôm nay thì chị có mặt ở đây để nói, để gọi là cái highlight của bài presentation của chị là nói về một cái concept, một cái mà chắc là chị Bảo Linh đã đi sâu rất là nhiều về mặt nội dung, nhưng mà hôm nay chị Ngân sẽ nói về mặt visual của nó một chút. Đó là concept tốt gỗ tốt cả nước sơn. Các em phải hiểu là một bộ hồ sơ nó đẹp, bên trong nó đẹp, nhưng mà nếu ở ngoài nhìn nó không chuyên nghiệp, nó không hấp dẫn, thì họ sẽ là một cái gì đấy gọi là một cái sự discouragement của họ để họ mở ra và đọc cái bên trong nó như thế nào. Thế nên hôm nay chị hướng dẫn các em làm thế nào để có một bộ hồ sơ chỉnh chu từ bên ngoài đến bên trong. Và chị chỉ có 3 bước vô cùng đơn giản, bởi vì chị là một con người vô cùng đơn giản. Ok, 3 bước. Bước thứ nhất là bìa, cái mặt ngoài, cái cover của mình. Thứ nhất, cái chất liệu, nó phải là một chất liệu rất là cứng cáp. Em không muốn một tờ giấy A4 mỏng mạnh, ghi một vài cái thông tin chưa đầy đủ lên đó và nộp cho hội đồng học bổng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một cái sự đánh giá về mặt thiếu chuyên nghiệp, và nó cũng là một cái sự không đảm bảo an toàn cho hồ sơ của em nữa. Bởi vì em nộp ở tầng 1, em biết là nộp lên tầng 5 nó sẽ gặp có bao nhiêu khó khăn, nó có thể bị kiểu xô lệch đúng không? Em sẽ luôn muốn đảm bảo nó là ở trong tình trạng an toàn nhất. Thế nên em phải thiết kế một cái bìa thật cứng cáp, và trên cái bìa em phải thể hiện những thông tin vô cùng quan trọng. Ví dụ tên của em là gì, cái ngành học mà em muốn apply là gì. Và với bản thân chị thiết kế một cái bìa có logo của Đại học Anh Quốc Việt Nam, thể hiện một cái niềm đam mê, một cái quyết tâm là mình sẽ phải vào Đại học Anh Quốc Việt Nam. Và đấy là cái chị đã quyết định làm, đó là in logo của trường, in tên HRH Prince Andrew Scholarship ở đây, và rồi in một vài thông tin quan trọng của chị ở đó. Đó là về mặt bìa. Ok, tiếp theo là về mục lục. Phần mục lục và phần thứ tự sắp xếp thì gần như là nó go hand in hand together, nó rất là kiểu link với nhau ấy. Tại vì sao? Tại vì một bộ hồ sơ chuyên nghiệp, hoàn chỉnh, nó phải đảm bảo được yếu tố là nó phải đẹp bên ngoài. Và cái mục lục nó sẽ phải dẫn người ta đi từ những cái nhỏ nhất, từ những cái chi tiết cơ bản đến những cái chi tiết mà họ có thể khám phá nhiều hơn bản thân em. Tại vì em phải hiểu rằng là cái bộ hồ sơ là cái đầu tiên mà hội đồng ban giám khảo sẽ đọc về em. Và em thật sự muốn sẽ thể hiện được cái gì rất là highlight nhất của bản thân mình trong bộ hồ sơ đấy. Và phần mục lục nó phải là một cái, nó phải được sắp xếp theo một thứ tự vô cùng logic, một cái thứ tự mà có thể thể hiện bản thân em rõ nhất. Đối với chị thì chị sẽ là sắp xếp như thế này. Ở phần đầu, cái phần mục lục của chị á, thì tất nhiên là phần đầu sẽ là cho hết những cái phần bằng chứng, công chứng về tất cả những cái hồ sơ series của em. Đấy là phần quan trọng nhất rồi, để họ biết mình là ai đã. Ok, em xin học bổng, họ phải biết em là ai. Và sau đấy là em sẽ insert những cái phần bằng cấp. Chị quyết định là chị sẽ cho những phần bằng cấp của chị lên trước, và những cái phần liên quan đến hoạt động xã hội sau khi đã trở nên selected trong những cái hoạt động xã hội của chị, và chị đã sắp xếp ngay sau đấy. Và rồi bắt đầu chị mới đến personal statement. Tại vì theo chị, personal statement nó như là một cái bản tổng kết, một cái bản summary của tất cả những cái gì, một cái sự giải thích và chứng minh của tất cả những cái hồ sơ của em từ đầu đến cuối như thế nào. Thì em có thể wrap up của họ, cho họ lại bằng một cái personal statement hoàn chỉnh của em. Đó sẽ là một cái thứ tự mà chị cảm thấy là vô cùng logic và chuyên nghiệp. Và sau đấy, sau khi mình thể hiện bản thân mình đủ rồi, mình đã chứng minh cho họ là mình thật là tuyệt vời rồi, mình sẽ add thêm vào hai cái recommendation letter của những cái người mà thật sự hiểu mình. Đó là như một kiểu cái backup cuối cùng, là cái một cái đòn này cuối cùng vào trong cái bộ hồ sơ của em, để em thật sự tỏa sáng trong bộ hồ sơ, và cái bộ hồ sơ của em sẽ được wrap up lại vô cùng đẹp đẽ và hoàn chỉnh. Và nếu mà em thể theo được 3 bước trở về trường nên một bộ hồ sơ hoàn hảo của chị Duyên, thì em sẽ ta chúc mừng em đã được chọn vào vòng phỏng vấn. Ok, nếu may mắn, ok thì là sẽ ok. Sau khi vào vòng interview thì chị là người đã nói chuyện với rất là nhiều các bạn học sinh cấp 3, và các bạn ấy hỏi chị là ôi chị Vân ơi, em thực sự em chả biết bây giờ vào câu hỏi gì nữa. Thế là chị bảo các bạn là bây giờ ấy, câu hỏi thì vô vàn, nhưng mà một thứ mà em luôn phải nghĩ trong đầu này, đó là vấn đề là chỉ có một vấn đề, cách thức để tiếp cận vấn đề đấy là vô vàn. Và em phải là người chọn được một cái cách thức để tiếp cận cái vấn đề đấy phù hợp với bản thân em nhất, thể hiện được rõ nhất cái gì em tốt hay là em có thể đóng góp được. Đó là cái phương thức lựa chọn của em. Còn cách thức để tiếp cận thì vô vàn, nhưng vấn đề chỉ có một. Và vấn đề ở đây là gì? Câu hỏi tại sao lại là em. Chị còn nhớ ngày hôm đấy chị bước vào văn phòng, câu đầu tiên thầy đi hỏi chị,
Why you? Một câu vô cùng ngắn gọn, ngồi xuống, sợ xanh mặt ngay. Why you? Tại sao là em? Chị đã phải lấy 5 giây bình tĩnh lại. Người nào? Mày vừa uống lên mấy viên pha luôn, bây giờ mình sẽ bình tĩnh lại. À, theo chia sẻ là ngày hôm đấy chị vừa ngủ xuống thừa cách đấy 3 ngày. Và chị đã phải uống thuốc giảm đau và kiểu băng bó các kiểu để đến tham dự kỳ thi học bổng này. Nhưng mà chị vẫn I think the first thing I said was you can breathe. Yes, can I breathe? Yes. You can breathe. Yes. Unfortunately, but I need to. Okay. Và rồi sau khi chị được hỏi câu why you sẽ kiểu là nào, đây là cơ hội duy nhất của mày. Mày đã cố gắng 12 năm nay không phải để vào đây rồi mày sợ. Và rồi 5 giây suy nghĩ chị đã trả lời thầy đúng một câu và chị bảo là bởi vì chị khác biệt, giống như chị Linh đã nói. Tại vì và cái cách trả lời của em ấy nó sẽ hoàn toàn khác dựa vào tình gọi là cái condition đó em, cái profile em như thế nào, em sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau với câu hỏi đấy. Đấy, nhưng mà sau tất cả những cái khó khăn, những cái lo lắng các bạn vừa rồi chị chỉ nói bạn một câu thôi. Em hiểu rằng ấy, cái vấn đề ở đây họ chỉ muốn biết là tại sao họ chọn em, tại sao không phải là bạn A, bạn B, bạn C, bạn D mà lại là em, lại là em Đức, em Linh, các thứ, đúng không? Ok, tại sao lại là em? Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề có vô cùng nhiều câu trả lời, nhưng mà cái quan trọng ấy là rất nhiều bạn nói với chị rằng là qua cái câu hỏi này em muốn thể hiện cái điểm mạnh của em, cái strength của em, đúng không? Và chị nói với các em về một điều, một cái nốt mà chị vừa nói là này, cái điểm mạnh ấy nó sẽ không mạnh nếu em chỉ biết nó là cái gì, nó mạnh nếu em biết vận dụng cái mạnh đấy để đóng góp, để phát triển, để lớn mạnh, chứ nó không, nó sẽ mãi mãi chỉ là một cái điểm mạnh để đấy thôi nếu mà em không biết vận dụng nó. Ok, thế nên là em phải biết ok điểm mạnh của chị bảo là điểm mạnh của chị là chị nhảy rất là giỏi. Thì vậy chị nhảy hỏi em gì? Ok, chị nhảy giỏi vào BUV, chị sẽ trở thành một dance club member. Chị sẽ trở thành một người mà đóng góp thay đổi để cho cái dance club của BUV tốt hơn, mở ra nhiều cái cách hoạt động, một cái hướng phát triển khác cho BUV dance club, đúng không? Và đấy là cách chị vận dụng cái điểm mạnh của chị. Chị sẽ không chỉ nói là chị nhảy giỏi, bởi vì họ không hề quan tâm em nhảy giỏi có rất nhiều người, nhưng em sẽ khác biệt nếu em là người nhảy giỏi và em biết vận dụng cái khả năng, cái kỹ năng, cái strength của em để làm cho một cái gì đấy tốt hơn, và đó chính là cộng đồng của BUV. Ok. Và đó là tất cả những gì chị muốn chia sẻ với các em về cái kinh nghiệm, những cái gì mà chị muốn chia sẻ, những cái mà chị muốn động viên để cho các em có thể có thêm một chút động lực, có thêm một chút niềm tin rằng mình có thể làm được. Tại vì là chị cảm nhận rằng là BUV là một cái lựa chọn đúng. Tại vì chị nghĩ là con xin nói với các bác phụ huynh một chút, chia sẻ một chút với các phụ huynh là cái câu chuyện chọn trường cho con là một câu chuyện vô cùng khó. Bố mẹ nào cũng thế thôi, bố mẹ con đã kiểu có những hàng đêm không ngủ lựa chọn. Tại vì con là một người đã giành được học bổng 50% của UNML, là University of Melbourne, là một cái trường top đầu của Australia. Nhưng mà con đã quyết định là bảo bố mẹ rằng là cái câu chuyện học tập của con nó không còn là câu chuyện của mình con nữa, nó là câu chuyện của gia đình, nó là câu chuyện của kinh tế, tài chính. Bố mẹ liệu có đủ để cho mình support cho cái ước mơ hay là support cho cái nguyện vọng của mình hay không? Nghĩa là mình phải một lần đặt vào vị trí của bố mẹ, hiểu rằng là bố mẹ đã cố gắng rất nhiều năm qua và bố mẹ đã có cái tài chính như thế rồi, bố mẹ chỉ có thể ở đấy thôi, và nhiệm vụ của mình là một người con là phải như thế nào, và mình phải thấu hiểu cái nỗi lòng cha mẹ như thế. Và cái cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con cái trong cái vấn đề là lựa chọn học bổng, lựa chọn môi trường là một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Và con thật sự mong và con tin rằng là các cô các chú ở đây đều đã và đang và sẽ support con mình như cách mà bố mẹ con đã cố gắng làm để giúp con có thể đạt được học bổng Andrew ngày hôm nay. Và cuối cùng là một cái phần gọi là một cái mời gọi cho các em để BUV. Tại vì là chị cảm thấy là mình còn trẻ mà, đúng không? Mình sẽ muốn được học tập tại một môi trường mà nó cho mình không những kiến thức mà sẽ cho mình một cái để sau này mình trở ra xã hội không phải là một con người ý trệ, một con người không biết nhìn với những cái mặt vui vẻ cuộc sống. BUV sẽ là một cái môi trường mà mang lại cho em lại những cái gì mà em có thể mong đợi ở một cuộc sống sinh viên tuyệt vời. Nên là chị cảm ơn các em và cảm ơn. Thầy Chris Jeffrey có thể lên trên sân khấu để có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình.
First of all, ladies and gentlemen, thank you to Baowen and Yang for sharing. One thing I have to warn you is to win the scholarship, you do not have to speak at 150 kilometers an hour. Okay, that is not one of the conditions to win the scholarship. Every year I have to write a report for Prince Andrew about how the scholarship students are doing and what they've achieved in their life. And as you can see very quickly, we have two fine examples here who not only study hard, but also play hard and contribute towards BUV. So on behalf of BUV, I'd like to thank both of you publicly for your support and for sharing today. Hàng năm thì là một thầy giám đốc phục vụ người mà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt quản lý giáo dục đào tạo các bạn sinh viên tại BUV sẽ phải viết một cái báo cáo thường niên gửi đến hoàng tử Andrew tham gia nhé về thành tích của các bạn quán quân học bổng mang tên hoàng tử. Và hàng năm khi mà viết báo cáo thì thầy viết rất là hay, viết rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà hôm nay như quý vị đã thấy thì là hai ví dụ điển hình, hai ví dụ đặc trưng của các quán quân học bổng hoàng tử Andrew của Đại học Anh Quốc Việt Nam. Và nhân dịp này thầy muốn gửi lời cảm ơn một cách công khai cho toàn thể các bạn quán quân học bổng hoàng tử Andrew nói chung và đặc biệt Duyên Ngân và Bảo Linh nói riêng. Rất là cảm ơn các em. But don't get too big-headed, you still have to work hard and you still have to achieve all the grades. Tuy nhiên, nhận được cái lời của thầy như thế thì thầy vẫn muốn rằng chúng ta vẫn học tập thật chăm chỉ và chơi hết mình và cống hiến hết mình. So, my advice for you ladies and gentlemen who are applying for the scholarship is very simple. It is, who would like, let me ask you a question, who would like $30,000. Put your hand up. Yeah? Every single one of us would like $30,000. That is the monetary value of the HRH Duke of York Scholarship. Lời đầu tiên trước khi mà thầy chia sẻ với các em thì thầy muốn hỏi các em là tất cả những bạn ngồi đây, bạn nào mà không muốn 30.000 đúng không? Tất cả chúng ta đều muốn, tất cả trong khán phòng các bạn đều giơ tay khi thấy họ và thậm chí các thầy cô và các chị cũng giơ tay muốn có 30.000 đô la Mỹ. Và cái cách dễ nhất để được 30.000 đô la Mỹ đấy là giành được cái suất học bổng hoàng tử Andrew này, một suất học bổng trị giá 30.000 đô la Mỹ. Now you would spend more than a day to earn $30,000. So think about that as you're applying. How long would you have to work to earn $30,000. Don't take it, don't ignore it, take time over it. My one recommendation, or my number one recommendation, is you write it, you put it away somewhere, you re-look at it, you then show it to someone you trust, and then you do a final edit before you send it off. Và vì nó trị giá 30.000 đô la Mỹ cho nên chúng ta không thể làm một cách quá quyết được, chúng ta không thể làm một cách quá chề xòa đơn giản được, mà thầy khuyên các bạn nên dành thời gian để chuẩn bị cho cái hồ sơ học bổng của mình, không chỉ là một ngày, không chỉ là hai ngày, các bạn nên dành thời gian thật là nhiều để nghiên cứu cũng như là thể hiện thật là tốt trong cái hồ sơ của mình. Sau đấy thì mình cũng không nên mang nộp ngay mà mình hãy nhờ một ai đó mà mình có thể tin tưởng được xem lại cho mình cái hồ sơ của mình xem là đã ổn thỏa, mọi thứ đã tốt đẹp chưa. Và khi mà có những cái góp ý đóng góp từ phía cái người mà mình nhờ đó thì các bạn sẽ ngồi lại để các bạn xem xét và các bạn chỉnh sửa lại khi nào các bạn cảm thấy thật là yên tâm, thật
là hài lòng với hồ sơ của mình, các bạn hãy mang đến để nộp cho trường. Secondly, make sure you include every single document we ask. If it's not included, we can't consider your application. Và cái lời khuyên thứ hai là bạn nên đính kèm tất cả những cái hồ sơ mà nhà trường yêu cầu. Nhà trường sẽ không thể nào mà xem xét được tất cả cái khía cạnh mà nhà trường muốn xem xét cho một ứng viên nếu như các bạn thiếu hồ sơ hoặc là thiếu những cái tài liệu mà nhà trường yêu cầu. As was said, really be yourself. Don't pretend to be somebody else. Don't lie. My nickname here at BUV is what? Mechon. Mother-in-law. Okay? And you would not lie to your mother-in-law. So please do not lie to me, because we will find out. Okay? You're 18, you're 17, you're 19. You have not traveled to the moon. You have not cured disease. You have not made $500 billion, right? But you have achieved things in your life. So be honest, showcase what you've achieved, and then take it from there. Như là bạn Linh đã chia sẻ lúc nãy thì các bạn hãy là chính mình. Là chính mình, nhưng mà đừng nói quá, đừng làm cái gì nó quá so với những cái mà mình có thể làm được, bởi vì như thầy nói rằng là anh có thể nói dối mà mẹ chồng không thể nói dối mẹ chồng được đâu, vì kiểu gì mẹ chồng cũng sẽ nhìn ra là mình nói dối chỗ nào ở đâu đó. Các bạn ở đây đa phần 18 tuổi, các bạn về tuổi 19 tuổi, nhưng đa phần các bạn 18 tuổi bạn không thể nào đi lên mặt trăng được, bạn không thể nào mà đã từng là cứu thế giới bằng một cái sáng kiến khoa học gì đấy để cứu chữa nhân loại trong một cái căn bệnh nào đó kinh khủng được. Tất cả những cái đau to lớn đấy thì mình chắc chắn mình không làm được đâu, nhưng mà rõ ràng là các em sẽ có những cái thành tựu nhất định, và những cái thành tựu đấy thì em sẽ viết vào một cách trung thực, thẳng thắn, trung thực, chân thành. Và đương nhiên có thể em sẽ muốn viết cho nó thật là hay, nhưng mà có viết hay thì vẫn hay, nó vẫn phải dựa trên cái thực tế của mình có, chứ không thể viết hay lên cung trăng được. Tell the whole story, okay? There's nothing worse than having a gap. Tell the whole story, be proud of what you've done, but also, again, be honest about challenges you've had, because overcoming challenge shows that you're a strong person, that you've had to deal with issues, and you've worked out with friends or family how to achieve that. Đương nhiên là nhà trường khuyến khích các bạn sẽ kể hoàn toàn những cái câu chuyện của mình, câu chuyện thật sự của mình, và nên kể đầy đủ chi tiết những cái gì mà mình đã đạt được. Và đương nhiên để mà đạt được những cái điều đó thì các bạn đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, thách thức, cũng như là những cái trải nghiệm để mình có thể thực hiện được một số việc công việc nhất định hoặc đạt được một số những thành tựu nhất định. Các bạn hoàn toàn nên nói ra, và đặc biệt là không nên quên cái việc mà cảm ơn những người đồng hành cùng mình, gia đình, bạn bè hoặc là thầy cô giáo mà đã đồng hành giúp mình trong những cái câu chuyện của mình, trong những cái dự án của mình chẳng hạn, hoặc trong những cái thành tựu của mình đạt được. Thì hoàn toàn nhà trường khuyến khích các bạn nên viết hết những cái đó ra trong cái câu chuyện của mình nếu em muốn. Be an individual. We're not robots. We're human beings. Listen to the advice you had today, but don't copy it. Be yourself. Use the ideas. Use the concepts. But be an individual. I and we are not looking for Vietnam's next top model, or anything like that. We're looking for somebody who is an individual, who can contribute and really take advantage of this amazing opportunity. Là một người khác biệt như hai bạn Trung Nhân và bạn Thùy Linh và bà Linh đã chia sẻ, thì các bạn nên là khác biệt, bạn nên là chính mình. Các bạn không nên copy hay là bắt chước bất cứ một ai, mặc dù nghe hai chị nói rất là hay như thế, nhưng đừng bắt chước hai chị mà mình sẽ không có kết quả của hai chị đâu. Mình hãy là chính mình, mình hãy kể câu chuyện của chính mình, và mình
không phải là robot, chúng ta là những con người hoàn hảo, và chúng ta hoàn hảo đây trong nghĩa là mình là một human being, mình sẽ là những cái gì mà theo đúng chỗ này nhất nhở. And the interview is not a test. The interview, if you get through to that stage and you become one of the top 20 applicants, the interview is not a test. It's an opportunity for you to shine. It's an opportunity for you to expand on what you've written. And it's an opportunity for you to convince us that you have what it takes to be Vietnam's next HRH Duke of York Scholarship. Ở UV thì trong cái cuộc thi giành bổng bằng được ấn độ này, chúng ta không tìm kiếm một ngôi sao next top model, mà chúng ta đang tìm kiếm những bạn mà thực sự tỏa sáng cho cái chương trình học bổng này, là những bạn mà thực sự chứng minh được bản thân mình, và chúng tôi muốn rằng là sẽ tìm thấy cái gương mặt tiếp theo, cái gương mặt quán quân học bổng tiếp theo, chứ không phải một ngôi sao hay gì đấy. And finally, one thing, sparkle. We're looking for somebody who is different, who has a glint in their eye, who has a passion, who has a dedication, and somebody who we know or we think will take full advantage of the opportunity they have. So somebody who has that light, and somebody who can persuade us that they will be an asset to Vietnam into the future. Và một lời cuối cùng nữa thầy muốn chia sẻ với các bạn học sinh, đấy là trong cuộc thi của tuyển chọn lần này thì năm nào cũng thế, nhà trường sẽ tìm kiếm, thầy nói rằng trong mắt các bạn, những tia sáng của những người có thể cống hiến được, có thể những người có thể tỏa sáng được, còn những người có thể sau này là những đại sứ tuyệt vời của Đại Anh Quốc và cũng như là nền giáo dục Anh Quốc và các bạn học sinh Việt Nam. And for me, that's the most important part. You can be really clever and you may not win. But if you have a sparkle and if you have the passion, the dedication, the drive, then you could stand a really great chance. And that's what I hope you've seen today from our winners. And that's what we're looking for. And that's what makes BUV so proud of our Duke of York scholars and what they achieve here, the commitment to BUV, but also to the wider community and their careers later. Ánh sáng đấy trong mắt của các bạn là những người mà có một niềm đam mê, có sự quyết tâm và có cái nghị lực vượt qua tất cả những cái khó khăn của cái vòng thi tuyển chọn mình lần này để trở thành những học bổng, những quán quân học bổng hoàng tử Andrew, để trở thành những đại diện, để trở thành những người mà có đóng góp cho xã hội, có đóng góp cho nền giáo dục cũng như là có đóng góp cho trường đại học Anh Quốc nói riêng. Mặc dù có thể là các bạn rất là giỏi về mặt học thuật, có thể các bạn học rất giỏi, có thể các bạn rất thông minh, nhưng chưa chắc các bạn đã là những người đạt được cái học bổng này nếu như các bạn không có niềm đam mê, nếu như các bạn không có sự quyết tâm và không có những cái nỗ lực nhất định để chiến thắng, vượt qua những thách thức khó khăn đó. Finally, good luck. Rất là cuối cùng thì thầy chúc các bạn may mắn. Ladies and gentlemen, I have to go, I'm afraid, but I'll leave you in the capable hands of my colleagues, who will be much more useful than me, I'm sure.
Biết rồi. Thank you.